Nghe bạn thì cây trúc của mình mà mới 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 sinh được thì cây trúc này là trúc Nhật, không biết là Nhật gì, mắt cục cục không à. Thì cây này nó tầm 1,5 m, thì mình sẽ lấy nó mình làm cây cần câu câu cá rô nha bạn. Đó, thì mình đã cắt mấy cái nhánh dư hết rồi, mấy cái nhánh này giờ chỉ cần để dâu gọn thôi, thì mình sẽ là lấy nó làm một cây cần câu câu cá rô nha. Các bạn thì đầu tiên thì mình sẽ dùng dao lọc giấy, mình sẽ gọt hết mấy cái nhánh nhỏ này ra nha các bạn, gọt cho tới ngọn luôn. Đó, mình sẽ gọt hết mấy nhánh nhỏ này ra. Gọt xong rồi thì uống sơ nó là cột dây là câu thôi, thì nó cũng khá là thẳng nha, mà nó khá là thẳng rồi. Vậy thì này mình sẽ gọt dùng dao lọc giấy nè, gọt và nhớ là cẩn thận nha, dao lọc giấy gọt rất là dễ bị đứt tay. Tới phần đọt rồi các bạn, thì phần này nó khá là nhỏ nha, bạn dốt cho kỹ kỹ nha, phạm một cái là bỏ luôn á, tới đọt. Các bạn thì mình đã dốt xong rồi đó bạn, thì giờ mình sẽ lấy khăn mình lau rồi mình sẽ uống nó nha các bạn. Khá là đẹp luôn, nó cũng hơi cong cong thôi chứ không cong mấy, nó hơi cong cong thôi à. Uống sơ là được à. Giờ mình sẽ lấy khăn mình lau rồi mình sẽ đi uống nha các bạn. Giờ mình sẽ dùng bếp ga mình uống nó nha các bạn.
Đây bạn, thì mình uống xong rồi, rất là ngay luôn. Chỉ cần cột dây vô là bắn thôi. Lộn, cột dây vô là đi câu thôi. Các bạn mình thấy dùng bộ mà người ta bán sẵn, mình giờ mình cột vô cậu luôn nha. Còn mấy khi mình làm nha mày, thì như thế này nó quá ok rồi. Mà mình có hơ lửa lại nguyên cây cho nó bóng lên nè, mà thấy không, hơ lửa lại cho cái keo trong cái vỏ nó bền, nó bóng nguyên cây luôn nè. Đó, như vậy thì các bạn có thể cột nhợ vô thì câu được rồi nha. Thì nhợ các bạn có thể ra ngoài tiệm mua, đây như mình quay nãy đó, ra tiệm mua nguyên bộ người ta làm sẵn, không thì bạn về nhà bạn gọi là có thời gian các bạn có thể tự làm theo ý mình, rồi mua lưỡi ở ngoài tiệm người ta ấy sẵn mua gắn vô, thì bạn câu cá rô có thể câu lưỡi số 7 số 8 được đó. Còn cá nhỏ nhỏ thì câu số 6. Mình thì hay câu số 7, các bạn số 7 là gọi là cá bự cũng dính mà cá nhỏ cũng dính. Thì cái này là trúc Nhật, trúc người ta bán á, về mình trồng cặp hàng rào á, nó thì nó khá là dẻo. Khá là dẻo mà chưa biết câu ra sao, nhưng mình thấy rất là dẻo mà câu cá rô được, cá rô thì kia câu được. Thì vậy đó gọi là xong rồi. Làm cần câu mà trúc thẳng một cây một á thì nó rất là đơn giản bạn, như gọi là độc, gọi là độc mộc một cây á, thì rất là dễ làm. Đó, hơn đích là mình có vọt dao cho bóng cho nó liền à. Thì nói chung là clip này mình cũng xin kết thúc tại đây luôn đó. Thì rất cảm ơn bạn đã theo dõi nha. Thì cái cây cần câu như vậy thì dễ làm rồi, còn một cái trúc mà uống sơ sơ là có thể đem đi câu được rồi bạn. Trúc này thì mình xin nhà dì ba mình đó, có một nhánh nó chết đó mình cắt một cây chứ đó. Thì cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi clip mình nha. Bây giờ là chào tạm biệt và hẹn lại các bạn ở các clip tiếp theo nha. Bye bye, bye bye các bạn.